Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Xứ sở các nguyên tố. Các bạn có thấy con đập nào được xây bằng thủy tinh không? Để xây dựng được con đập như vậy cũng không khó lắm. Chỉ cần chất đầy cát vào khe hở của đập, sau đó nung chảy cát ra, rồi dùng bàn tay kéo thủy tinh lấp đầy lại lỗ hỏng. Như vậy một chiếc đập bằng thủy tinh đã được chế tác thành công, còn có thể nhìn thấu ra bên ngoài nữa mới ghê. Mặc dù độ cứng của nó là khỏi chê vào đâu, nhưng thủy tinh lại rất giòn và dễ vỡ. Khi bị tác động rung lắc mạnh thì e rằng chiếc đập này sẽ vỡ ra, đến khi đó thì thảm họa khó mà lường được. Để biết xứ sở các nguyên tố kỳ diệu như nào, mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nhé. Mở đầu bộ phim, hai vợ chồng lửa đang lênh đênh trên một con tàu. Họ đặt chân đến một vùng đất mới. Các nguyên tố nước trên biển ngưng tụ ra hình người đi làm. Nguyên tố mây thơ mộng thì di chuyển bằng khinh khí cầu. Cứ hễ bước ra là khinh khí cầu sẽ xẹt lép rơi xuống tầng dưới. Còn đất thì rất trên người mọc cây xanh vô cùng tươi tốt. Các nguyên tố chung sống hòa bình với nhau. Anh hải quan người cây hỏi thăm hai vợ chồng tên gì, nhưng ông chồng lại nói ra một cái tên nghe có vẻ lạ à nhé. Vui lòng đánh vần lại được không ạ? Chỉ nghe toàn tiếng lửa cháy khè khè mà thôi. Nhân viên cũng bó tay và không làm khó dễ họ làm chi. Hai vợ chồng được cấp phép vào thành phố của các nguyên tố. Nơi này thật đẹp và thơ mộng. Một nơi rộng lớn như này có phần khiến họ hoang mang, không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi vì xung quanh họ đều là nước mà thôi. Đã vậy hai vợ chồng còn bị rất nhiều người kỳ thị. Xe dằn xốc khiến nước văng ra làm người vợ bị mất một phần. Không sao, chỉ cần ăn một khúc củi là ổn ngay. Hai bọn họ đi tìm một nơi để nghỉ ngơi, nhưng cây rất sợ lửa cho vào trong để đốt nhà người ta à. Cứ thế đi đâu cũng bị xua đuổi, vậy nên đành chọn một ngôi nhà hoang để dừng chân. Cứ thế họ sinh ra một đứa nhóc cute tên là Amber. Cô bé lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Thời gian trôi qua, họ mở một cửa hàng tại thành phố bò hoang này. Dùng tay ép gỗ thành than là có ngay một món ăn ngon miệng. Thành phố cứ thế dần trở nên đông đúc, đa phần là những nguyên tố lửa như gia đình Amber vậy. Họ dần đã hình thành một thành phố lửa cho riêng mình. Cô bé còn phụ bố làm công việc tại cửa hàng, tạo hình cho kẹo thật dễ dàng, khiến đám nhóc mê mẫn liếm hút khí thế. Hai anh chàng nước làm nước văng tung tóe khiến Amber nổi điên lên. Này nhé, có lượn đi nhanh không thì bảo, chứ ở lâu thì đừng có trách bà đây bất ổn nhé. Mà Amber càng lớn lên thì bố cô càng già yếu, không đủ sức để khiến gỗ thành than như trước nữa. Hôm nay người bố cho Amber cơ hội tự bán hàng, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ khi một thằng nhóc khiến cô phát điên. Nó cứ luôn miệng cho rằng khách hàng là thượng đế, bắt cô phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Kết quả một nửa, cái cửa hàng xém bị cô thiêu rụi. Cũng may người bố xuất hiện kịp thời gỡ rối. Người bố dạy cô hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Nhưng khốn nạn là hôm sau một bà lão đến mở hàng cứ lèm bèm suốt. Mặc dù cố gắng đè nén xuống mấy lần, nhưng tức nước thì vỡ bờ khiến Amber phát khùng. Bán hàng kiểu này chắc mấy hôm sau bán nhà luôn. Cũng may việc gì khó đã có ông bố lo. Bà khách cũng không dám trả treo nữa vì cô gái này chiến quá. Cô nàng lấy các mảnh vỡ kính và tạo hình lại cho nó. Ngay lập tức một mảnh kính mới ra lò. Xem ra việc này diễn ra hàng ngày nên cô mới uốn kính chuyên nghiệp như vậy. Vì đã cao tuổi, người bố định sẽ cho Amber tiếp quản sau khi cô ấy sẵn sàng. Amber cũng chứng tỏ mình xứng đáng tiếp quản. Ông còn nói con gái mình nóng bỏng như vậy, chắc hẳn chàng trai khu này sẽ xỉu úp xỉu đau cho mà xem. Bà mẹ làm lễ định tình cho một cặp đôi. Nếu thắp sáng cây này thì đó là tình yêu đích thực. Bà mẹ nhắc di huấn của bà ngoại là sau này Amber phải kết hôn với lửa. Chăn chối xong, bà ngoại cũng tan thành cho bụi. Anh bạn đất đang theo đuổi Amber còn trồng một bông hoa ngay nách để tặng cô. Trông có vẻ là thơm nhưng hơi khắm một tí thì phải. Thành phố các nguyên tố không cho nguyên tố lửa sống chung, nên họ chỉ có thể sống tại thành phố lửa. Cô nàng đi ship hàng cho khách, giao xăng cho một cậu bé sơ sinh ngồi trên một cái lò nướng, lạng lách đánh võng không thua gì Jack Kinger. Cô đúng là một shipper có tâm, chỉ cần đó đặt hàng là sẽ ship tới tận răng, bất chấp đơn hàng dù chỉ là một khúc củi đi chăng nữa. Tối về, cô thấy bố mình mệt mỏi nằm trên quầy. Ngày mai người bố sẽ để Amber tự điều hành cửa hàng, nếu làm tốt cô sẽ được tiếp quản nó. Hôm sau cô nàng rất hí hửng, nhưng khi mở cửa thì khách hàng quá đông, phải một mình đối phó với các vị khách. Ôi rồi ôi, khiến cô nàng quá tải không chịu nổi nữa, đi mua hàng khuyến mãi mà hốt cái nào cái nấy đầy cả rổ, không chừa cái nào cho người sau luôn. Lúc này cô gái bán tạp hóa đã tức đến tím người luôn rồi. Mặc dù cố gắng nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn thứ 82. Amber chạy xuống nhà kho giải quyết cơn bực tức. Điều này khiến hệ thống ống nước nứt vỡ, nước chảy lênh láng mọi nơi. Đường ống nhiều năm nay không sử dụng rung lắc dữ dội, kiểu này sắp tới công chuyện nữa rồi. Cô nàng lấy tay nung nóng chảy sắt để hàn chỗ vỡ lại. Cả nhà kho nước ngập mênh mông. Một anh chàng nước xuất hiện, còn rất là mít ước khi thấy ảnh gia đình đình nhà người ta. Anh ấy là quay một thanh tra thành phố, đang tìm một vết rò rỉ thì đột nhiên bị hút vào ống nước đến đây. Anh thể hiện mình là một con người lực điền, nhưng hông nhe bé ơi, anh chỉ có một trái xẻ ra cả chục múi mà thôi. Quay ghi một phiếu phạt cho cửa hàng vì đường ống nước ở đây không còn đảm bảo.
Amber nghe vậy lại bắt đầu nổi nóng, nhưng giận quá lại mất khôn. Cô tiết lộ là nơi này cha mình tự thiết kế tất cả, khiến Quay San chấn tâm lý nhẹ luôn. Vậy thì phải đóng cửa hàng này gấp thôi, Amber kiểu đậu xanh rau má. Đây là tâm huyết của bố tôi, anh biết không? Tôi chưa từng thấy ai đi phạt người khác mà lại khóc như mưa cả. Không lẽ cơ thể nhiều nước quá nên muốn khóc lúc nào là khóc sao? Vừa phải thôi chứ ba. Anh mang phiếu phạt đến tòa thị chính, cô nàng đuổi theo để xin tha, nhưng anh ấy lên một trạm tàu. Hết cách, cô phải lên theo, nhưng nơi này đông như vậy biết quay ở đâu mà tìm. Chạm nhẹ một cái bộ đồ của anh bạn đất cháy rụi, cuối cùng cũng nhìn thấy được tay thanh tra, nhưng phải tìm cách tiếp cận anh ta mới được. Lúc leo ra ngoài gặp thác nước thì phải nung chảy cửa kính để vào trong, xem chút nữa là tắt đèn gặp bác Ngô tắt tố luôn rồi. Ngay khi qua khỏi đường hầm thì đã tiếp cận được gã thanh tra, nhưng anh ta phát hiện được cô gái khi nảy bên cạnh, liền lẹ lằng xách dép bỏ chạy, đố chị bắt được em này lêu lêu. Cứ như thế cô nàng lửa xông vào thành phố Nguyên Tố, khiến một đám mây bị đụng xe, nhưng may không có vấn đề gì, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Bật chiếc dù ra bay lên cao giống nguyên lý hoạt động của khinh khí cầu, cô chơi vậy thì ai chơi lại đây, thấy gần tới liền đốt luôn chiếc dù phóng xuống như mũi tên. Xem ra anh chàng nước này lợi hại thật, có bản lĩnh đánh hơi được nguy hiểm là chạy trốn. Anh chàng quay chui qua khe tường hẹp để trốn, cô nàng quyết đuổi theo cho bằng được. Ê cái thằng ướt nhẹp kia, mày có dừng lại hay không? Dĩ nhiên Quay sẽ trả lời là đẹp trai chứ không có ngu rồi. Cô lấy một lọ tương ớt khiến bản thân bùng cháy ngăn cản anh lại. Lập tức xuất hiện biển lửa ngập trời, uy áp nóng không thể tả. Nhưng cái này đem dọa con Nick thì được. Thanh niên tỏ vẻ dừng lại khoảng chừng 2 giây, Quay nhảy vào trong đường thoát nước đi vào trong tòa thị chính nộp phiếu phạt. Khi nghe Amber than vãn cửa hàng là tất cả của gia đình mình, anh quyết định giúp cô ấy lấy lại vé phạt. Nhưng tiếc là tay nhanh hơn não, anh đã nộp nó lên cấp trên mất rồi. Không sao, anh có thể giúp cô giải trình. Mong cấp trên giơ cao đánh khẽ, thu lại phiếu phạt khi nảy. Người đàn ông trông có vẻ giống Amber anh tanh này cũng muốn nghe lời giải thích thử của cô gái thế nào, nhưng vì bối rối cô lại phát nổ khiến nơi này cháy rụi, rồi xong luôn. Nơi này đến cái nịt cũng chẳng còn luôn, ông chú nghĩ mà có cay không chứ. Nên ông đất quyết định gửi phiếu phạt đi, quán cô có khả năng sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Trở về nhà, bố mẹ cô đang sửa đóng lộn xộn mà mình gây ra. Vì thấy cô đuổi theo Quay nên ông ấy tưởng anh là người gây ra sự cố này. Thấy thế Amber đổ hết lỗi cho Quay. Mẹ cô kể gia đình cô trước đây sống khá ấm êm, nhưng có một cơn bão kéo đến, tất cả chỉ còn lại là một đống đổ nát, nên họ quyết định thoát khỏi đó tìm một nơi ở mới. Nhưng gia tộc lại xem điều này là một sự sỉ nhục. Ông nội của Amber cũng ra đưa tiễn, ông không ngăn cản con trai vì mỗi người có quyết định riêng cho cuộc đời mình, và họ đã đến nơi này để lập nghiệp. Nghe đến đây cô quyết không để cửa hàng bị đóng cửa. Amber quyết định đi tìm sếp của Quay. Quay đang đi thì bị lửa bén phía sau, cậu tức giận đạp đóng lửa bên đường sắp mặt lờ. Ai dè đó lại là cô nàng Amber anh thầm thương trộm nhớ. Amber không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này, cô đang giàu thối ruột vì cửa hàng sắp đóng cửa. Bè nói với Quay giúp mình tìm sếp anh để năn nỉ, nhưng cô ấy đang ở sân vận động xem thể thao, vậy nên bọn họ quyết định đến đó để tìm kiếm. Cô đi ngang qua khiến mấy ông nước bị sôi sùng sục, gặp được bà sếp Amber lập tức xin xỏ. Nhưng bà ấy chỉ quan tâm đến trận đấu, hơn nữa đội nhà còn đang thua rất nặng. Amber lúc này trình bày chẳng khác nào lấy dầu đổ vào lửa, làm bà sếp bực bội lây sang mình, muốn cho đóng cửa ngay và luôn khỏi bàn bạc nhiều. Nhưng nhờ Quay đứng dậy cổ vũ, còn kêu gọi 500 anh em làm làn sóng nước. Điều này khiến các cầu thủ thi đấu với tinh thần sục sôi, nhờ đó mà đã lộn ngược dòng ngoạn mục. Cậu hút hết các đám mây đối thủ vào người, rồi tung đoàn sát thủ dứt điểm, khiến cả khán đài òa khóc. Điều này cũng trực tiếp làm thay đổi tâm trạng thất thường của bà sếp luôn. Cuối cùng bà May quyết định sẽ tha cho Amber, với điều kiện cô ấy và Quay phải tìm ra nơi bị dò dỉ. Nếu không hoàn thành thì cửa hàng sẽ bị đóng cửa, vì bị dò dỉ nên nước đã dồn lên hết đường ống nhà Amber. Quay kể lại hôm đó anh tìm thấy một vũng nước ở thành phố Lửa, sau đó một dòng nước cuốn anh vào đường ống, sau đó thanh niên bị mắc kẹt ở một cái xó nào đó, tưởng chừng nửa đời hưng phấn ở chỗ này rồi. Vì Amber la hét dữ dội nên anh bị cuốn đến nhà cô. Cô ấy lấy một cái nóc nhà bằng sắt rồi chế tạo lại, dùng sức nóng của cơ thể có ngay một chiếc khinh khí cầu. Thanh niên nhìn thấy cô gái này tài giỏi như vậy, trong lòng thầm nghĩ sau này cưới được cô vợ như vậy thì đáng đồng tiền bát gạo quá. Họ đi theo dòng kênh để tìm vết dò dỉ, bắt quả tang hai cái cây ăn quả của nhau khiến hai người cười đau bụng. Amber kể hồi nhỏ cô muốn đi ngắm hoa, nhưng bị cấm vì lửa gây nguy hiểm cho cây cối. Nhưng đó là loài hoa có thể chấp nhận được mọi nguyên tố, kể cả có tiếp cận nguyên tố lửa vẫn không bị cháy. Đấy là đặc thù riêng biệt của loài hoa kỳ diệu này, nhưng lại bị người khác kỳ thị mà cô vẫn hối tiếc trong lòng nhiều năm nay. Điều đó khiến Quay rất đồng cảm với cô. Cuối cùng họ đã tìm ra vết nứt, trong nước có chứa dầu máy. Đúng là thứ anh đã phát hiện hôm bị nước cuốn đi rồi, chắc hẳn tìm một hồi họ sẽ phát hiện ra thứ gì làm gì nước cho mà xem. Và đoàn tàu chính là tác nhân khiến nước bị dò dỉ. Giờ không lo chạy còn đứng đây thì đừng trách bị cuốn đi lần hai nữa. Amber là lửa nên phản xạ khi gặp nguy hiểm vô cùng nhanh nhẹn, chỉ có anh chàng Quay hơi ục ịch một chút.
Sau khi thoát khỏi dòng nước hung hãn, Amber nghĩ ra cách lấy những bao cát để chặn lại, nhưng có lẽ cơ thể béo ú này có hơi yếu thì phải, bị ném cho một bao cát xém tí thì ẹo luôn rồi, còn ở đó mà chặn nước làm cái méo gì nữa. Quay dùng tay hấp thụ thêm nước liền biến thành một anh chàng cơ bắp lực lưỡng, cứ như thế họ đã đắp kín lại bức tường. Nhưng phải vài lần nữa mới có thợ sửa, cuối cùng cả hai cũng thành công lắp lại khe nước bị rò rỉ. Anh chàng mời cô ngày mai đi chơi với mình, lúc này cô gái đang phụ bố mẹ sửa ống nước, thì chợt nhìn thấy đồng hồ đã tới giờ hẹn hò với trai rồi. Hôm sau cô nàng mượn cớ giao hàng để đến gặp quay, vừa mới bước ra cửa lại gặp phải cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia. Nhóc dặn nữa tiếng mọc được một bông hoa bên nách tiếp, nhưng rồi cũng bị thiêu thành cho bụi. Không sao, thả thính dạo dính được thì dính, không cũng chả sao mà. Đi xem phim mà sáng trưng vầy đây, chụp ảnh thì không thấy được gì, uống nước thì chưa uống đã bốc hơi sạch sẽ. Bữa đi chơi khiến cô rất là vui, làm anh chàng nước thơ thẩn thơ vì người đẹp. Từ lúc biết yêu cô nàng đã thay đổi hẳn ra, không còn quạo với cả thế giới nữa. Điều này làm ông bố rất chi là chim ưng. Bà mẹ phát hiện tấm hình cô chụp nhưng không biết đó là ai. Anh chàng thể hiện màn múa bụng chất như nước cất, khiến người đẹp cũng bị rúng động bởi tấm lòng nhiệt huyết này. Nhưng cô vẫn có phần e ngại vì sự đối ngược giữa nước và lửa. Đang đi thì người đẹp tự nhiên đổi màu. Anh thắc mắc thì nàng giải thích đó là do khoáng sản dưới chân mình sẽ làm cho ngọn lửa đổi màu do phản xạ ánh sáng, quay tạo ra một chiếc cầu vòng cho cô. Đấy, ai bảo lấy lòng con gái là khó lắm sao? Chỉ cần một vài hành động ân cần là con gái sẽ rụng trứng lợp đợp hết. Vết nứt hôm qua lại rò rỉ khiến ống nước nhà cô lại vỡ. Họ cố gắng bảo vệ ngọn lửa gia truyền. Cô nhanh chân nhanh tay đi hàn ống nước lại ngăn cho căn nhà bị ngập. Bỗng bất ngờ gặp một điều vô cùng quen thuộc. Có một người bạn của mẹ đến thăm. Cô vội giật lấy mấy lọ hoa. Hóa ra anh bạn quay đã cải trang để đến thăm cô, nhưng đột nhiên ông bố phát hiện ra anh, còn định xin quay vì cho rằng anh làm ống nước nhà mình hư. Quay liền lươn lẹo mình là thanh tra thực phẩm. Được lắm, thực phẩm hả con trai, mày xong mày với bố rồi. Ông bố lấy ra một đĩa than mời kiểm tra. Lúc này thanh niên muốn khóc lắm rồi, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Anh đành lấy hết dũng khí mà nuốt vào. Dăm ba cái đồ yêu này ăn nhầm gì đâu, có mà cho một lò than thì cháu đây vẫn ăn hết đó chú. Bề ngoài thì bốc phét vậy thôi, chứ khi cho vào miệng thì một cảm giác thật là rô mót. Đến viên thứ hai thì ôi thôi, cả người bùn rùn không chịu được nữa rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân thật mà. Ai bảo bốc phét cho dữ dội làm chi không biết. Giờ thì cả người không còn sức lực, nằm xải lai luôn rồi. Anh bạn lấy than rồi đổ thêm nước vào uống, khiến ông bố nổi điên. Thanh niên chóp chép miệng không ngừng khen ngon. Đậu phộng, mày dám giỡn mặt với tao hả thắng cờ hó. Ông ấy chụp ảnh lại và quyết định cấm anh đến cửa hàng. Cũng vì tức quá mà ông ấy ho đến xịt khói đen luôn. Hôm sau quay và em bơ ra biển xúc thêm cát để chặn vết nứt lại. Cô buồn bã vì đến ngày mai không giải quyết xong vết nứt thì cửa hàng sẽ bị đóng cửa. Chỗ cát cô ngồi bị nung thành thủy tinh, Amber lấy lên tạo hình cho nó. Lúc này cô chợt nhận ra có thể dùng cách này để chám lại vết nứt. Amber nung nóng các bao cát rồi dùng nó bịt kín các vết hở. Cứ thế một bức tường thủy tinh kiên cố ra đời. Đúng lúc bức tường thủy tinh dựng lên thành công thì con tàu khổng lồ kia lại di chuyển qua, làm mặt đất bị rúng động mạnh. Thủy tinh trong suốt khiến họ có thể nhìn thấy nước chảy qua nơi này, và nó thực sự có thể ngăn dòng nước lại. Anh lấy viên thủy tinh lúc này tặng cho cô. Gia đình của anh ấy muốn mời Amber đến dùng bữa. Tối hôm đó đợi phụ huynh đi ngủ hết, Amber lén ra ngoài đi hẹn hò với anh chàng nước. Nhưng không ngờ mẹ nàng vẫn còn thức. Bà ngửi được mùi của tình yêu trên người con gái mình nên bám theo. Bà đã nhìn thấy bóng dáng của con gái trước mắt mình, nhưng cậu chàng kia thì bị thác nước che mất tiêu, vừa tiến vào thì bị ngăn cản lại. Tuy nhiên bà đây cũng đâu phải là dạng vừa, mà là dạng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nhưng chúng ngay tay bảo vệ Cương với bác sĩ Cường là thua rồi. Nhà quay tiếp đón cô rất nồng hậu, chỉ là cái văn hóa khóc như mưa của gia đình này có hơi lạ tí. Ngoài ra thì những thứ khác đều khá là chim ưng. Kể chuyện lúc nhỏ của quay, một lần nọ anh ấy đi chơi thì bị một miếng bọt biển hút vào. Một chiếc bình thủy tinh bị vỡ, Amber hốt lại, rồi uốn nắn biến nó thành một chiếc bình đầy màu sắc. Cứ thế cô có một buổi tối rất vui vẻ. Gia đình quay còn tổ chức thử thách ai khóc trước. Ba của anh mới nói một câu đã khiến bà vợ khóc như mưa. Đến lượt của cặp đôi nước và lửa. Quay kể chuyện chưa gì đã muốn khóc trước người ta mấy lần, nhưng kể một hồi nhập tâm hồi nào không biết. Chính điều này làm cho người đẹp động lòng. Amber đã rơi nước mắt thật sự. Vì hoàn thành nhiệm vụ nên bà May quyết định bỏ phiếu phạt của Amber. Mẹ quay thấy tài năng của Amber, định giới thiệu cô với một công ty thủy tinh. Nhưng cô nàng buồn bã rời đi. Bà mẹ cãi nhau với bảo vệ đuối quá nên ra ngoài giải lao. Cô nàng dỗi nói mình phải thừa kế cửa hàng của bố, phóng xe lạn lách khắp thành phố. Quay giải thích mẹ anh chỉ muốn tốt cho cô thôi, xém chút nữa là ông bà rước cậu nước về với suối vàng luôn rồi. Xem ra không nên chọc giận phụ nữ mà. Cuối cùng cô nàng cũng thú thật mình có ước mơ riêng, nhưng vì sức khỏe của bố và tâm huyết của ông với cửa hàng, nàng muốn hy sinh ước mơ để làm ông ấy vui. Cuối cùng bà mẹ đã đuổi kịp hai người họ. Bà ấy tức giận vì ngửi được mùi tình yêu trên người cô. Để chứng minh họ không đến được với nhau, bà yêu cầu họ thắp sáng hai cây nhang. Amber thì quá dễ dàng, khi đến lượt quay thì lấy lửa đâu mà đốt đây. Không sao, việc gì cũng phải dùng đến cái đầu. Anh vén áo lên khoe body một trái của mình.
ánh sáng xuyên qua tích tụ lại đốt cháy cây nhang, thế mà làn khói ấy xông thẳng vào cõi linh giới. Bà mẹ vô cùng ngạc nhiên về mối nhân duyên của hai người. Ông bố đột nhiên tỉnh dậy khiến hai mẹ con giả lơ. Ông thông báo mình sẽ nghỉ hưu và định trao cho Amber. Ông đem đến một chiếc hộp thật to. Đây là món quà kể từ khi rời khỏi quê hương. Ông đã không ngừng chuẩn bị cho con gái sau này. Đó là một cái bảng hiệu sáng trưng với ánh đèn lung linh. Hôm sau Amber trả lại quả cầu thủy tinh cho quay. Anh ấy quyết định dẫn cô tham quan thủy cung một lần. Bà xếp mây thổi xuống nước tạo một bóng khí nó có thể tồn tại 20 phút. Sau khi cô nàng nhảy xuống quay đưa cô đi đến nơi mà cả đời cô chưa đến. Cảnh tượng đẹp vô cùng. Cứ thế họ đi khắp thủy cung. Cuối cùng thì cô gái đã có thể chiêm ngưỡng được bông hoa trong truyền thuyết. Cảnh đẹp nhất của nơi này cũng hiện ra. Nếu không nhờ chàng thì có lẽ cả đời này Amber cũng sẽ không đi đến được nơi này. Nhưng không khí đã hết quay vội vã thoát ra ngoài. Trải nghiệm thú vị khiến Amber rất vui. Anh mong họ có thể vượt qua rào cản đến với nhau. Họ quyết định nắm tay nhau, cảm giác tình yêu khoan khoái khiến hai người đê mê. Có lẽ tình yêu chân thành đã vượt qua mọi rào cản xung quanh, đưa cả hai người thật gần bên nhau. Nhưng cô chợt nhớ về người cha của mình, nên vô cớ cáu với quay, con gái mệt thật sự luôn đấy. Bố Amber đứng trước bữa tiệc thông báo về việc nghỉ hưu và giao cửa hàng lại cho Amber. Lúc này quay tiến đến, anh thuyết phục cô nên thực hiện ước mơ của mình và vô tình nói ra chuyện cô làm hư đường ống nước. Điều này khiến bố cô tức giận hủy bỏ buổi tiệc. Anh tỏ tình với cô nhưng bị từ chối. Anh bỏ lại món quà định tình giữa hai người. Mà bên này bức tường thủy tinh đã vỡ khiến nước ập vào thành phố lửa. Amber vội lái xe về nhà cứu bố mẹ mình. Bên đây gia đình quay tổ chức du lịch để anh quên đi chuyện thất tình. Anh chợt thấy phía nhà Amber khói nghi ngút. Cô lao xe vun vút qua từng con đường ngõ hẻm. Nào ngờ nước đã cuốn trôi mọi thứ. May mà bố mẹ cô không sao. Cô quyết định vào nhà cứu ngọn lửa gia truyền. Đang cố chặn cửa lại may mà quay đã đến. Anh hỗ trợ cô chặn bên ngoài, còn cô ấy tiếp tục dùng các bao cát tạo thành một bức tường thủy tinh bảo vệ ngọn lửa. Nào ngờ nước quá xiết nên đã cuốn trôi tất cả. Nhưng may là quay đã kịp giữ lại nó. Bọn họ đã bị kẹt lại phía trong. Quay nóng không chịu được nên Amber định đưa anh thoát bằng đường ống khói. Nào ngờ các khối bê tông bể nát rơi bịt kín luôn đường ra. Thấy sắp không xong, quay thổ lộ tình cảm của mình. Cả hai ôm nhau lần cuối. Khi bố mẹ tìm được cô thì quay đã bốc hơi. Họ chỉ có thể an ủi Amber. Nhưng những giọt hơi nước đang ngưng tụ lại nhỏ xuống một cái xô. Nghe những lời thật lòng của Amber khiến tốc độ ngưng tụ càng nhanh. Cứ thế quay đã hồi sinh. Cả hai ôm và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Cửa hàng cũng được trao lại cho người cần nó. Hai gia đình đến sân bay chào tạm biệt Amber và quay. Vì cả hai đến một thành phố mới, nơi mà Amber có thể theo đuổi ước mơ làm thủy tinh của mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Ai rồi cũng có ước mơ của riêng mình. Nếu bạn nhút nhát không dám bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ e là sau này lớn tuổi lúc đó lại hoài niệm về quá khứ, tiếc nối vì mình đã không làm được những gì mình muốn làm. Hãy trân trọng những người thân trong gia đình, vì chỉ có họ mới thật sự tốt với bạn mà thôi nè. Qua câu chuyện của nước và lửa, ta thấy trên đời không có rào cản nào có thể ngăn cản được tình yêu. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.